Tại sao khởi nghiệp thường thất bại? Tại sao 98% khởi nghiệp là thất bại? Tìm kiếm trên Google với cái từ khóa là bí quyết khởi nghiệp thành công thì chúng ta tìm thấy 35 triệu kết quả được Google trả về. Nhưng nếu mà tìm kiếm trên Google bí quyết khởi nghiệp thất bại thì chúng ta được trả về là 10 triệu 400 ngàn kết quả. Vậy có phải chăng là Google đang sai không ạ? Bởi vì nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái kết quả được trả về cho cái khởi nghiệp thành công. Tại sao? Theo thống kê thì tới 95 tới 98% là khởi nghiệp là thất bại. Có phải chăng là chúng ta đang nhận thức đang đánh giá cái quá trình khởi nghiệp sai lầm ở đâu không ạ và để làm rõ hơn cái vấn đề tại sao phần lớn quá trình khởi nghiệp đều thất bại nhưng người ta vẫn thúc giục vẫn hô hào và vẫn tiếp tục phát triển các cái trào lưu thúc đẩy khởi nghiệp. Người ta cho rằng là phải có văn hóa của chuyện chấp nhận thất bại trong khởi nghiệp. Tức là họ cố suối cho cái vấn đề là khởi nghiệp thất bại là bình thường. Đúng không ạ? Bởi vì họ còn nói rõ luôn là khởi nghiệp là bắt đầu thất bại họ cũng nói rõ luôn là tỷ lệ của khởi nghiệp thất bại cao tới mức nào và họ cũng cho rằng là thất bại là bình thường thất bại là bình thường và họ chỉ ra những cái nguyên nhân của thất bại rất rõ những nguyên nhân của thất bại đôi lúc thì chúng ta thấy google thường hay hiển thị những cái kết quả mà người ta thích nghe người ta thích đọc hơn là những cái kết quả mà người ta muốn tìm hiểu và để biết được nguyên nhân tại sao lại thất bại là chủ yếu trong quá trình khởi nghiệp làm rõ với những nhà đầu tư đang đầu tư vào quá trình khởi nghiệp cũng như là những người những chú doanh nghiệp nhỏ những gọi là những những cái gì ạ những startup mới đang mong muốn đang muốn xây dựng một cái doanh nghiệp nhỏ của mình hay là một cái việc là kinh doanh riêng lẻ của mình được thành công và được nằm trong cái top từ 2 tới 5 phần trăm thành công thì chúng ta phải chỉ rõ ra những cái vấn đề mà chúng ta còn đang hiểu mơ hồ. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thực ra cái vấn đề khởi nghiệp với câu chuyện đánh chứng khoán hay đầu tư tài chính nó có cái sự tương đồng một cách khá là thú vị mà anh chị và các bạn là có thể là lờ đi. Khởi nghiệp tức là khi mà đầu tư vào khởi nghiệp ở vai trò là một nhà đầu tư hay là một tổ chức để giải ngân vào các cái thương vụ khởi nghiệp thì chúng tôi đánh giá là cái câu chuyện khởi nghiệp tức là đầu tư mạo hiểm. Bởi vì khởi nghiệp tức là cái khởi đầu của một cái sự nghiệp. Mà đã là khởi đầu của sự nghiệp thì nó sẽ không rõ ràng, nó không có lịch sử để đánh giá, nó không có bất kỳ một cơ sở nào để đánh giá. Không phải vô lý mà các sát tăng trong cái chương trình sát tăng Việt Nam, họ đều đặt ra những cái câu hỏi nghe thì rất là ngu ngơ nhưng mà uh, phân tích kỹ hơn thì chúng ta thấy nó thực sự là rất đúng. Ví dụ Họ sẽ hỏi là nếu như thất bại thì em có đồng ý về làm với anh không? Về làm không lương cho anh để trả nợ không? Hay họ sẽ hỏi là nếu như thất bại thì toàn bộ cái team của em có đồng ý đầu quân cho công ty anh không? Tại sao họ lại hỏi những câu hỏi như thế? Họ là họ sẽ hỏi ngay đến câu chuyện là doanh thu hiện tại là bao nhiêu? Doanh thu của cái trước đó là bao nhiêu? Và kế hoạch sắp tới là bao nhiêu? Thác xác suất em có thể đạt được cái đó là bao nhiêu phần trăm? Là bởi vì họ muốn là có một cái gì đó của cái sự chắc chắn hơn khi mà giải ngân đầu tư. Tức là à, khi mà chúng ta nhìn nhận ở vai trò đầu tư khởi nghiệp thì có thể được xem là giống như là đầu tư mạo hiểm và đầu tư nhiều rủi ro. Thì khi đầu tư nhiều rủi ro thì đương nhiên là kết quả là nó sẽ đi kèm rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Và từ cái yếu tố rủi ro cao thì lợi nhuận cao nên kích thích rất nhiều thành phần trong xã hội muốn được tham gia trong cái gọi là cái phong trào khởi nghiệp mà được và đang được thúc đẩy trong thời gian vừa qua. Và lờ đi cái câu chuyện tức là tỷ lệ thành công rất thấp để cho cái việc tham gia khởi nghiệp càng nhiều càng tốt. Lý do, lý do là sao? Lý do là bởi vì là ở một cái góc nhìn khác về cái trào lưu bỏ việc để đi kinh doanh riêng á, Thì nó giải quyết được một vài cái vấn đề như sau Cái vấn đề thứ nhất là Khi mà khi mà chúng ta chỉ có chuyện là tập trung vào cái đi làm thôi Mà không dám chấp nhận cái rủi ro để bỏ công việc đi kinh doanh riêng Thì cái động lực để thúc đẩy kinh tế và thúc đẩy phát triển nó không cao dẫn đến là người ta muốn làm cái điều này là bởi vì là khi mà nói thế nào nhỉ khi mà khi mà 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 à, khởi nghiệp uh, chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn những cái bí quyết khởi nghiệp thất bại. Và ở đây chúng tôi có hai cái bí quyết để khởi nghiệp thất bại. Từ cái chuyện là làm rõ bí quyết khởi nghiệp thất bại thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái việc khởi nghiệp thành công thì nó bắt nguồn từ cái yếu tố nào. Thì thông thường thì trong một cái doanh nghiệp mà có cái sự phát triển lâu dài và bền vững á thì chúng ta sẽ dễ khi mà phân tích đầu tư hay phân tích và giải ngân cho một cái doanh nghiệp mà có cái lịch sử lâu dài thì chúng ta thường thấy cái sự hấp dẫn cái sự quyến rũ của một cái kế hoạch kinh doanh tốt ví dụ như mỗi lần các anh chị và các bạn đi họp đại hội cổ đông nhìn thấy một cái kế hoạch kinh doanh tốt cho năm tới có lịch sử trước đó của những năm trước thì rất tốt thì đó là cái sự hấp dẫn của một cái doanh nghiệp đã đi vào phát triển và bền vững và cái doanh nghiệp đó thì nó sẽ có một cái chiến lược rất là vững vàng, ít rủi ro và không 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 ngại tức là rất ngại cho cái câu chuyện là đưa ra những cái, những cái kế hoạch mang tính rủi ro và cái việc mà họ nghiên cứu thị trường là rất là chi tiết và xuyên suốt để đưa ra những cái bước đi vững chắc. đó là những cái doanh nghiệp đã thành công rồi. thì trước kia thì chúng ta cũng vẫn thường là lấy cái kim chỉ này áp đặt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tức là các doanh nghiệp đã thành công rồi thì lấy cái kim chỉ của cái doanh nghiệp thành công đó áp vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và người ta cũng bị hấp dẫn bởi cái việc là áp dụng các cái điều này vào những cái quá trình quản trị của doanh nghiệp khởi nghiệp và máy móc đưa những cái quy trình của những doanh nghiệp đã thành công vào doanh nghiệp khởi nghiệp nhưng cái việc đó thực sự là nó không hiệu quả nó không hiệu quả là vì cái công ty khởi nghiệp á thì hoạt động với rất nhiều các yếu tố bất ổn, bởi vì khởi nghiệp tức là mới là khởi nguồn của một cái sự nghiệp thôi, nên cái yếu tố bất ổn và tính rủi ro rất là cao, giống như hồi nãy chúng tôi đã nói với anh chị em và các bạn là đầu tư vào khởi nghiệp là đầu tư rủi ro và đầu tư khá là 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 rủi là, là, là ro luôn. thì cái công ty khởi nghiệp được biết uh, chưa biết được cái khách hàng của họ là ai đúng không anh chị em và các bạn, nên chúng ta không thể phân tích một cách chi tiết được và cái sản phẩm của họ là nên như thế nào cũng còn rất là mơ hồ và cũng không có cái lý thuyết hay cái căn cứ về lịch sử để phân tích. Và thế giới thì ngày càng trở nên thiếu chắc chắn. Nên cái việc mà tiên đoán tương lai thì ngày càng thực sự là khó hơn và và phức tạp hơn đối với những cái công ty khởi nghiệp, không giống như những cái công ty nó đã có thị phần đã phát triển rồi, đã có những cái gọi là cái nền tảng rồi thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều do đó thì các cái phương pháp quản trị xưa cũ đã không còn thích hợp à, hoạch định và tiên liệu Chỉ chính xác khi có một cái dữ liệu lâu dài của một cái doanh nghiệp nào đó à, có cái tính chất cân bằng rồi cũng trong một cái môi trường được thống kê khá chuẩn và các công ty khởi nghiệp hoàn toàn không có những yếu tố này đây là cái vấn đề vấn đề mà vì nó không có những yếu tố đó nên không phân tích được mà không phân tích được thì giống như chúng ta đánh cược và đi mơ hồ. Do đó thì cái tỷ lệ thành công thì những cái sản phẩm gọi là siêu hạng, những ý tưởng siêu hay và những quá trình uh, 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 khởi nghiệp tuyệt vời thì nó sẽ đi đến những cái thành công rực rỡ. Ví dụ như chữ Facebook thay thế cho uh, Zalo à cho uh, cho Yahoo rồi Facebook cạnh tranh trực tiếp với Google. Đó là những cái, cái cái khởi nghiệp cực kỳ thành công hoặc là Alibaba thành công trong những thời gian gần đây. Còn lại thì phần đa là mơ hồ và không biết đi như thế nào đi đến đâu sửa đến đó và mang nặng cái tính phản ứng với 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 với, thực tế thì do đó thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là thường thuyên sai thôi bởi vì là phải mơ hồ thì đương nhiên sẽ phải thường xuyên vấp pháp và vấp pháp thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện chúng ta nói đó là người ta phải thử và lại thử tức là sai thử sai thử sai và làm đi làm lại cái chuyện, chuyện đó rất là nhiều lần khi mà làm đi làm lại cái chuyện đó rất là nhiều lần thì lại phải cần cái người mà gọi cầm cân lấy mực trong cái quá trình khởi nghiệp tức là CEO hoặc là 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 founder cần phải có cái sự kiên nhẫn vô hạn khác người thì mới thành công được. Còn không thì cái kinh nghiệm đó cũng chỉ đi đến cái coi gọi là là, là là cái bí quyết đó cũng chỉ đến cái thất bại. Bởi vì cái kiên nhẫn không đủ và cái việc kiên nhẫn thì không phải ai cũng có thể giống nhau. Mỗi cá nhân, mỗi founder, mỗi mỗi CEO của một cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó đều có sự khác nhau và cái việc bỏ cuộc dưới chừng là rất dễ thứ hai nữa vì sai sửa sai sửa nó sẽ hao tốn cả về thời gian cả về tiền bạc nên các doanh nghiệp khởi nghiệp luôn luôn phải lưu tâm đến vấn đề tiền nhưng tiền thì không phải tự nó có mà tiền phải kêu gọi từ nhà đầu tư hoặc là kêu gọi từ vốn cá nhân vốn cá nhân của cái ceo hoặc là có folder nó có giới hạn vì buộc vậy thì cần phải gọi vốn và quản trị vốn trong quá trình chi tiêu thì cái người mới cái người mới tham gia bỏ tức là mới thành thành một doanh nghiệp mới khởi nghiệp mới bắt đầu gọi là khởi nguồn của một cái sự nghiệp mới thì họ không có kinh nghiệm trong cái việc quản lý cái tài chính và không biết là nó cũng sẽ mơ hồ không biết là chúng ta chi cái sản phẩm này nó có đúng không, chi cho việc sáng tạo cái này nó có đúng không. Nên trong quá trình đó thì tiền sẽ được tiêu rất nhiều. Và tiền tiêu rất nhiều thì cần phải có người đầu tư. Do đó thì cái quá trình mà gọi vốn và minh bạch những cái, cái 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 chi tiêu để có thể tiếp tục gọi được vốn và hiểu cái nhà đầu tư để có vốn tiếp theo để gọi là duy trì cái quá trình gọi là thử và giống như kiểu là ông Wolfram là 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 chế ra cái bóng đèn sợi 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 đốt đó. tức là phải là thứ thử và thử tiếp tục thử và lại còn một phần lưu ý nữa là có tiền thử giết cũng không hẳn là là đi đi đến được cái đích cuối cùng thành công rất nhiều những doanh nghiệp lớn hơn những tập đoàn lớn hơn những cái tổ chức lớn hơn nó có tiền nó cũng thử liên hồi nhưng cũng chưa chắc là thành công thì thành công ở trong những cái thương vụ gọi là khởi nghiệp hay là nói cách khác là một cái thương vụ đầu tư rủi ro nó còn đến từ cái vấn đề may mắn và tiền thì không hẳn là mua được thành công và thông thường từ đó nó dẫn đến câu chuyện là tỷ lệ thất bại rất cao và người ta luôn luôn có một cái cổ suối rất là cú suối cho cái thất bại là bình thường và tiếp tục xoay lại cái vấn đề là như vậy và một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là cái nhận thấy là cái sự thất bại của quản trị truyền thông tức là một số doanh nhân nhà đầu tư đã đầu hàng và chấp nhận thích nghi với luật chơi là cứ làm tới đi cứ làm tới đi à, và các công ty khởi nghiệp luật chơi này luôn nuôi dưỡng cái niềm tin rằng nếu như quản trị ý, là vấn đề thì hỗn loạn là đáp án là cứ làm đại đi thì cái câu chuyện làm đại làm đại nó sẽ dẫn đến câu chuyện hoặc là thành công rất là mạnh nhưng hoặc là sẽ thất bại nhưng cái cái thành công thì đâu phải dễ dàng nên phần lớn sẽ đi đến thất bại do là làm đại làm đại thì đương nhiên là thất bại thôi thì đó là cái 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 việc là quản trị cái 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 truyền thông và cái cảm nhận nãy giờ chúng tôi nói về cái câu chuyện truyền thông họ nói nên họ chơi cái bài làm đại đấy thì có thể thấy là thời đại ngày nay là một, là một cái môi trường thuận lợi để để giúp cái việc nhà khởi nghiệp tự tin tạo ra những cái hướng đi riêng của bản thân thì tuy nhiên là cái cơ hội luôn đi kèm những cái rủi ro và bởi vì trong thương trường thì không sẵn cái khuôn mẫu quản trị mạch lạc chặt chẽ cho những nhà đầu tư rủi ro cấp tiến tức là những cái doanh nghiệp khởi nghiệp bất chấp cái sự thiếu thốn về phương pháp và nhiều nhà khởi nghiệp vẫn cố xoay sở để có thể kiếm ra lợi nhuận cố gắng tìm ra lợi nhuận và điều này cho thấy là bên cạnh thành công thì đếm trên đầu ngón tay thôi Đấy. Uh, nhưng mà vô vàn những thất bại mà những sản phẩm bị lối um, bị lôi ra khỏi kệ bán bán hàng và chỉ có một vài tuần khi mà cố gắng để được bày vào trong kệ bởi vì thực ra nó không bán được nên là lôi ra những công công ty là 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 là, là khởi nghiệp uh, tiếng tăm được ca ngợi trên báo chí được truyền hình để rồi bị lãng quên vào vài tháng sau đó và và, và 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 những sản phẩm mới cuối cùng chẳng có ai sử dụng và cái điều đáng nói là tổn hại Cái điều này rất quan trọng Cái điều đáng nói khi mà Khi mà cố suối khởi nghiệp Khi mà thúc đẩy khởi nghiệp Đó chính là cái tổn hại về kinh tế Xảy ra không chỉ với cá nhân Nhân viên, công ty, nhà đầu tư Mà đó còn là lãng phí khổng lồ Đối với cái nguồn lực quý nhất của cái thời đại văn minh ngày nay Đó chính là đam mê, đó chính là thời gian Đó và kỹ năng của con người được đem vào đốt vào cái môi trường khởi nghiệp đừng tưởng cứ thúc đẩy khởi nghiệp là đi đến đâu đó là thực sự là, là chúng ta cần phải hiểu rõ thì có thể trong những cái chia sẻ của chúng tôi nó còn chưa được bạch lạc nhưng mà anh chị và các bạn cũng cần phải nghiên cứu và hãy thử đặt ra cái gợi ý của chúng tôi là khởi nghiệp là đầu tư rủi ro thì anh chị liên hệ với thị trường chứng khoán khi đầu tư rủi ro nó như thế nào thì cái việc khởi nghiệp nó y chang như vậy và có lẽ là sẽ trái ngược với cái trực giác thông thường nếu cho rằng một điều bứt phá cấp tiến hỗn loạn như công ty khởi nghiệp lại có thể quản lý được đấy vì đó nên là hay nói cái chính xác hơn là phải được quản lý và hầu hết mọi người thì nghĩ tới cái quy trình và cái quản trị như những thứ u lì và đáng chán tức là công ty khởi nghiệp là muốn vứt bỏ cái đó ra ngoài trong khi khởi nghiệp là vấn đề nóng bỏng đầy cuốn hút nhưng điều thực sự đáng phấn khởi là Trông thấy các công ty các công ty khởi nghiệp thành công và thay đổi thế giới thì cái niềm đam mê và năng lượng cũng cùng với cái tầm nhìn mà mọi người đang mang tới cho các cái vụ gọi là vụ đầu tư rủi ro mới này là những tài nguyên cực kỳ quý giá không nên lãng phí không nên lãng phí đây là một cái nguồn tài nguyên rất là quý giá và chúng ta cần không được lãng phí vì cái cái điều đó à, một vài cái chia sẻ ở một cái góc nhìn khác cái câu chuyện đó chính là chúng ta à, phải nên thận trọng với cái câu chuyện bỏ việc để khởi nghiệp. Chúng ta cũng nên thận trọng với cái câu chuyện là à, nhắn gửi anh à, tới con em chúng ta cũng như là có những cái bài học thích đáng chỉ ra và có sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào khởi nghiệp. À, những người ở độ tuổi 30 đến 35 như chúng ta và đúng là những là cái độ tuổi mà xem cái kênh của chúng ta nhiều nhất thì đang có một cái hoài bão của sự khởi nghiệp đang mong muốn rằng là nhanh chóng có thể đem cái tiền tích lũy và tiết kiệm của chúng ta ra để đốt và làm thành một cái doanh nghiệp do dùng từ đốt là bị hơi hơi nặng nề nhưng là để khởi nghiệp tức là để bắt đầu cho một cái sự nghiệp riêng lẻ điều này nó không hẳn là xấu nhưng nó cũng không chắc nó là tốt tại sao các nước văn minh trên thế giới thì mỗi người sẽ là một mảnh ghép mỗi người khi mà khi mà đến một cái trình độ phát triển văn minh nhất định của thế giới thì chúng ta sẽ thấy là phần đa cái sức cạnh tranh mãnh liệt khốc liệt của quá trình cạnh tranh của những con người với nhau và cái sự hiểu biết khá là bằng nhau hoặc là có cái tính khốc liệt và cái sự hiểu biết lớn thì họ thường có cái khuynh hướng là tốt nghiệp đại học rồi sau đó là làm thạc sĩ là master xong rồi tìm một công việc lặng để làm và ngồi trong đúng một cái mảnh ghép của mình và cái mảnh ghép đó nó dành riêng cho họ và họ sẽ vui vẻ tìm cách để vui vẻ với những gì mình đang có à, còn chỉ những nước như chúng ta đang phát triển thì cái vấn đề thúc đẩy khởi nghiệp mới mạnh mẽ như vậy nhưng cái việc khởi nghiệp là rất tốt thúc đẩy khởi nghiệp là thúc đẩy sáng tạo phát triển nhưng thúc đẩy khởi nghiệp cũng phải được làm rõ ở những cái vai trò những cái bản chất của khởi nghiệp chính là đầu tư rủi ro và đầu tư mạo hiểm. Nên những người tham gia, những người mà bước vào cái quy trình làm khởi nghiệp, mở công ty khởi nghiệp cũng cần hiểu rõ được cái bản chất, cái sự khốc liệt của khởi nghiệp để chúng ta đi đúng hướng, để chúng ta làm đúng hướng và để chúng ta chấp nhận rủi ro theo đúng cách và coi nó là một cái sự bình thường, cũng đừng vì cái câu chuyện rủi ro, đừng vì cái câu chuyện thất bại của khởi nghiệp mà chán trường mà bỏ cuộc coi đó như là một bài học của cái câu chuyện là tìm hiểu chưa thực sự thấu đáo về cái quá trình khởi nghiệp quá trình bước vào cái đầu tư rủi ro đầu tư mạo hiểm mà chúng ta không biết nếu muốn biết thêm về khởi nghiệp như thế nào thì hãy bỏ một chút tiền nếu không muốn thực chất là gọi là mở doanh nghiệp khởi nghiệp mà chỉ muốn hiểu về khởi nghiệp hãy bỏ một chút tiền 5 đến 10 triệu mở một tài khoản đầu tư chứng khoán anh chị sẽ hiểu khởi nghiệp đầu tư rủi ro và khởi nghiệp nó như thế nào tôi dám chắc về điều đó thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong chương trình tiếp theo